Chương trình là nó
quảng bá du lịch Việt Nam trong cái thời điểm dịch Covid-19 nó đang quay trở lại, và cái việc kích cầu du lịch rất là quan trọng. Thì em có nghe thông tin là Việt Nam mình đã hình như là bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và không có cái quỹ, cái tiền mà du lịch khoảng lỗ khoảng hơn 17 tỷ đồng. Thì đây là con số rất lớn đối với người Việt Nam. Và Việt Nam mình có cái tính là chung tay bảo vệ dịch Covid, cho nên là cái việc mà chúng ta không bị thiệt hại về tính mạng, nhưng chúng ta có thiệt hại về kinh tế, nhưng mà kinh tế sẽ hồi phục nếu chúng ta có sức khỏe. Vì vậy chúng ta hãy cố gắng là trong dịp Tết Nguyên Đán 2021, mọi người hãy ở trong nhà và bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Cảm ơn mọi người tham gia trong trong cái tập đó. Thì khán giả có thể thấy là sức khỏe của Nam Em rất là yếu, thì không biết cho đến hiện tại thì sức khỏe của bạn đã hồi phục được chưa? Đó là gì nè, sức khỏe thì nó sẽ có giai đoạn, tất cả mọi người ai cũng vậy, sẽ có một giai đoạn mình sức khỏe mình nó sẽ có gặp vấn đề, thì quan trọng là có lướt qua được hay không. Thì kính thưa quý vị là mình đã lướt qua được rồi nha, và đây là giai đoạn hồi phục. Thì cái gì mà hồi phục thì nó cũng phải cần thời gian. Thì em đang thấy là mỗi ngày em đang khỏe hơn rất nhiều, và em hy vọng em có thể đủ sức để tiếp tục thi đấu lại một lần nữa. Tại vì em muốn tìm lại bản thân mình sau những cuộc tình nó rất là tốn rất là nhiều giấy mực của báo chí. Thì bây giờ tự nhiên em muốn tìm lại bản thân mình là một người đẹp và có khả năng lan tỏa cái sức ảnh hưởng của mình với cộng đồng và tích cực chứ không phải là tiêu cực nữa. Nhắc về chuyện tình cảm thì dạo gần đây thì chuyện tình cảm của chị cũng khá xôn xao á, thì không biết là cho đến hiện tại thì mối quan hệ của chị và anh Lãnh Thanh như thế nào ạ? Thật ra em với Lãnh Thanh gặp rất là nhiều vấn đề về cái chuyện bên lề, và ngay cả chuyện tình cảm thì có rất là nhiều cái dấu chấm hỏi đặt ra. Và hai đứa thật sự hai đứa có cái điểm chung vậy nè, là vẫn giống nhau được, kiểu hai đứa unfriend nhau vậy đó, nhưng mà qua thời gian lại cũng ok, vẫn nói chuyện lại bình thường. Nhưng mà vì chính Thanh cũng là người đang bắt đầu phát triển trong sự nghiệp, và Nam Em cũng đang dần lấy lại cái thăng bằng trong sự nghiệp, thì hai người đều cần phải có thời gian để mà thực hiện cái công việc mình tốt thì tình yêu nó mới tốt được. Công việc mà nó không có trọn vẹn thì tình yêu chắc chắn thì không bao giờ nó hạnh phúc được. Thì hai đứa cũng vẫn tìm hiểu nhau, cho nhau nhiều thời gian hơn và cho nhau nhiều cơ hội hơn để thể hiện bản thân và tận hưởng hết cái thanh xuân của mình đó. Thì theo em là vậy. Còn cái chuyện mà có đi xa được hay không thì em không nói trước được, như hiện tại hai đứa đang vui vẻ trở lại rồi. Như là những cái thông tin chia tay thì có nghĩa là không đúng không? Có, lúc đó là muốn chia tay thiệt, nhưng như mấy đứa nít mà dưới quê hay kiểu bò xì giận giận đó. Nhưng mà sau đó tìm hiểu kỹ thì thấy là mình hiểu lầm nha. Nhưng mà có nhiều tin đồn cho rằng là mối quan hệ giữa hai đứa em có một cái nhân vật thứ ba chưa đây, mà trà xanh cây thiệp vào thì có tin sáng không ạ? Cái đó là em nghe người ta đồn, em cũng tin đó. Với là em cũng cãi nhau về vấn đề là có người thứ ba chưa đây mà tình cảm. Thì em tưởng là như vậy thì như là sau đó thì đính chính lại là không phải. Thì thật ra là đó chỉ là kiểu một đồng nghiệp đi ăn chung, bị mọi người nhìn thấy rồi đồn thôi chứ không phải. Thì lúc đó mình cũng hơi vậy. Cho anh hỏi rằng là không biết rằng là em có, tại vì cuộc thi hoa hậu cũng sắp đến rồi á, thì mọi người cũng muốn chờ, không biết rằng là em có xác nhận là mình sẽ tham dự cuộc thi hay không. Thì đó, em đang nói là em cần một cái sức khỏe đầy đủ nhất để tham gia cái đấu trường này. Bởi vì sau cái lần quay lại lần này là em không phải là đi tìm một cái danh hiệu, mà em đang đi tìm lại chính mình. Tức là Nam Em đã có ý định là mình sẽ nộp hồ sơ tham gia. Và khi mà tham gia cuộc thi này mình không có cái ý định là mình sẽ lấy vương miện, mình chỉ muốn tìm lại bản thân mình thôi. Còn nếu mà mình có may mắn được vương miện đâu thì mình cũng phải có trách nhiệm với cái vương miện đâu. Năm nay thì có thể là cuộc thi Nam Em ra cái sản phẩm như là là đó, thì không biết là Nam Em có dự định là mình sẽ trở lại với âm nhạc không ạ? Có chứ, thật ra thì em có ra, em không quay MV. Bởi vì em thấy là thứ nhất là nhìn không có kinh phí, thứ hai là em thấy là cái sản phẩm của em nó chưa có đủ cái độ hot để mà em đầu tư làm MV. Cho nên là em cũng có ra những rất là nhiều audio.
tìm lại chính mình và tìm tiếng nói cho những người không có tiếng nói nè. Và đặc biệt là sẽ là những người truyền cảm hứng cho những bệnh nhân bị trầm cảm mà chúng ta đang ở trong một cái xã hội gặp quá nhiều vấn đề về áp lực tinh thần. Thì một lần nữa em cũng muốn chính bản thân mình là một cái bài học kinh nghiệm để cho tất cả mọi người cùng có một cái lối sống tích cực và suy nghĩ lạc quan trong cái thế hệ đang rất là phát triển và công nghệ thông tin rất là nhiều phức tạp. Nhắc về cái việc mà mình lấy lại hình ảnh đó thì khán giả đang rất trông chờ là nam em sẽ trở lại hình ảnh của một beauty queen ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Thì không biết là bây giờ là bạn đã chuẩn bị cái gì cho trong thời gian tới để mình quay trở lại ạ? Thì sức khỏe nè, tỉnh táo hơn nè, tiếng Anh nữa, rồi kiến thức nữa. Nhưng mà em nghĩ là lý do mình tới cuộc thi hoa hậu toàn vũ bởi vì nó là một cuộc thi dành cho những người truyền cảm hứng đến cộng đồng. Thì em nghĩ là câu chuyện của em đủ sức ảnh hưởng cho nên là em có tham gia. Nhưng mà bạn có nghĩ sự trở lại này tại vì trước đó thì có rất là nhiều thí sinh bị sâu xé lại cái quá khứ rồi, từ chuyện tình cảm rồi này kia, thì bạn có quan ngại khi mà người ta nhắc tới điều đó không ạ? Không, bởi vì em nói ngay từ đầu là em đến đây không phải để lấy vương miện, mà em tìm là chính mình thứ nhất. Thứ hai là cho fan em có một lần được nhìn thấy em đứng trên sân khấu và được tỏa sáng cho một lần nữa. Nếu như em không giành được giải gì trong chương trình hoặc là không được vào top đi chăng nữa, em cảm thấy rất vui. Bởi vì em được đứng trên sân khấu và khán giả của em được cảm thấy hạnh phúc. Vì điều đó là em cảm thấy đó là cái điều em cảm thấy là em đã làm rất tốt rồi. Còn cái việc là giải, có giải thôi không quan trọng. Quan trọng là em có sức ảnh hưởng để mọi người có thể vui vì em và sống tích cực lạc quan hơn. Là một cái người rất là trân trọng cái tình cảm gia đình đó. Thì không biết đối với nam em cái Tết này của bạn, bạn đã có những cái kế hoạch gì chưa? Có kế hoạch thì thật ra mình cũng mới gặp rất là nhiều cái problem về sức khỏe của gia đình. Lại hai mình cũng mới mổ xong và giường của mình cũng mới vừa ở trong cấp cứu xong, thì mình cũng đã lo cho gia đình xong hết về cái việc đó là sức khỏe cũng đã ổn định lại. Thì bản thân nam em là một người con gái nhưng mà lại có trọng trách của một gia đình, cho nên là khi mà gia đình có việc gì thì người đầu tiên giải quyết vẫn là nam em. Thì không nói về chuyện tình bạc nhất định, chắc nhất là tinh thần. Em nghĩ nhiều quá người ta không coi đâu.